Chào các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ với bạn cái quy hoạch ngành hàng, cái vị trí tổng thể và cái quan trọng nhất là chúng ta khi đầu tư ở một cái shop thương mại dịch vụ, một ví dụ như một cái khu chợ, một khu kiosk thì chúng ta cần những cái vị trí mà đi phù hợp với chúng ta cũng phát huy được những ngành nghề của chúng ta đã và đang làm. Đấy, để cái lựa chọn của chúng ta kinh doanh thuận lợi và đôi khi chúng ta sẽ biết là hình thành những dãy phố như phố Quân này. Hay chúng ta đơn thuần chúng ta vào chợ Đồng Xuân, chúng ta vào trung tâm thương mại Tràng Tiền hay chợ Hàng Gia, chỗ bán rượu, chỗ bán thời trang, chỗ bán về mỹ phẩm thì có một sự quy hoạch ngành hàng để sau đó mà chúng ta phát huy cả cái câu chuyện là ngành nghề của chúng ta hay là hướng đến câu chuyện của các cái thế hệ tương lai. Ví dụ baby nhà chúng ta đang học về công nghệ thông tin hay học về quản lý khách sạn, dịch vụ ăn uống thì chúng ta sẽ có cái đầu tư trước, đem đến một câu chuyện để mà cho một cái tương lai dài lâu. Thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu là một câu chuyện là nhìn nhận ở đây Garden Quân tại sao vừa rồi 500 tỷ đã được khớp trong một sự kiện mở bán mà trong bối cảnh của thị trường bất động sản có thể nói là đang trầm lắng. Thì chúng ta sẽ thấy chủ đầu tư hướng tới ở Mega Grand Quân Hà Nội sẽ là một thế giới vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm hàng đầu Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy một cái bộ tứ quyền lực đây là đã và đang hình thành công viên Royal Way Park, công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới. Vincom Megamall, đây là một cái trung tâm thương mại mà càng xây sau thì Vin sẽ kế thừa và lĩnh hội được những cái gì mới nhất đem về đây. Một cái công viên vịnh biển 4 mùa Parabay rộng 12,3 hectare với những trò chơi. Ở đây chúng ta sẽ được tắm biển 4 mùa xuân hạ thu đông 365 ngày, không bất kể thời tiết khí hậu. Nếu như chúng ta vào Phú Quốc một cơn bão thì có thể chúng ta sẽ ở lại. Nhưng ở đến đây chúng ta sẽ được tắm vịnh biển 4 mùa xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối. Một Mega Grand World, thế giới vui chơi giải trí, ăn uống mua sắm hàng đầu Việt Nam. Đây sẽ thiết kế thành hai khu Dơ Viên và Can Hao. Bên Dơ Viên này rộng là 12,2 hectare với 481 căn và bên Can Hao này rộng 6,5 hectare với 343 căn. Chúng ta cũng sẽ thấy một cái câu chuyện là luôn luôn là tìm kiếm cái du khách để chúng ta đặt địa vị trí ở đây. Thì chúng ta có du khách như thế nào? Thì số thống kê cho thấy cái lượng khách thì chúng ta sẽ có một cái sự ước đoán, nhưng cũng là một câu chuyện của những người đi trước với những sự tư vấn của những bộ óc Do Thái về phát triển và học hỏi của những cái khu thế giới đã thành công. Ở đây chúng ta sẽ có 320.000 cư dân Ocean City ở 3 quận, ví dụ như là Ocean Park 1 hiện tại đang là 60.000, Ocean Park 2, Ocean Park 3 và trong tầm nhìn tương lai với một bất động sản thì chúng ta sẽ phải tầm nhìn 1 đến 2, 3, 5 năm nữa, đúng không? Hơn 120.000 cư dân khu vực lân cận, 18 triệu lượt du khách đến Hà Nội hàng năm. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bản vẽ thiết kế 3D. Đây chúng ta cái quảng trường kinh doanh sáng, giờ khu Grand World Hà Nội của chúng ta ở đây. Chỗ này sẽ là công viên Royal Way Park. Chỗ này và đây có 25 tòa cao tầng tại 15 tòa cao tầng ở đây. Và bên này 10 và ở chỗ công viên GMPI là 9 tòa. Tổ hợp này là Ocean City rộng 1.200 hectare. Sẽ sự kết nối của hệ sinh thái Vingroup, chúng ta cũng sẽ có một cái câu chuyện của những cái chuyến xe buýt free đến đây trong lộ trình mà chủ đầu tư sẽ đã chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ phải nói là một câu chuyện là tại sao lựa chọn ở đây và tại sao là đẳng cấp quốc tế, tại sao chúng ta xứng đáng bỏ những đồng tiền đầu tư tại đây. Thì chúng ta sẽ thấy là học tập và phát triển các mô hình của các quốc gia như Singapore, như Thái Lan, như là Hàn Quốc. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây câu chuyện là bất động sản hướng thủy và những cái mô hình kinh doanh tại này khởi sinh thịnh vượng với những mô hình kinh doanh bên sông và những show diễn đẳng cấp. Đây, show diễn Grand Vault, chuyến hành trình khám phá thương cảng phồn vinh của những đạo diễn nổi tiếng thế giới đã và đang tạo lên những kỳ tích ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế ở Grand World Phú Quốc. Đây, show diễn thực cảnh trên sông hấp dẫn độc đáo bậc nhất lần đầu xuất hiện tại Hà Nội. Đa trải nghiệm thị giác, bữa tiệc giải trí với những phương tiện xứng tầm thế giới, chủ đề mang sắc màu thần thoại, hấp dẫn, lồng ghép yếu tố văn hóa, lịch sử, tôn vinh con người. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một vài các hình ảnh đã được chia sẻ. Nhưng với Vin thì chúng ta sẽ thấy là những đạo diễn nổi tiếng như vừa rồi cái hiện tượng là
Blackpink của Hàn Quốc sang thì chúng ta cũng sẽ đón nhận ở đây. Và với mình sẽ tự tin được rằng Vin sẽ mời được những ca sĩ hạng A qua đây biểu diễn, và chúng ta sẽ thấy doanh thu của Blackpink đến đây thì kéo theo cho các cái giá và các cái con phố này của chúng ta. Ngay chúng ta nhìn thấy sân vận động Mỹ Đình hôm đó là 30.000 người, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ thấy là Vin đủ tầm, đủ tâm, đủ nguồn lực tài chính vững mạnh để đón nhận những cái cơ hội đầu tư và đem đến cho cơ hội những quý khách hàng sở hữu tại nơi đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây, ở đây chúng là du ngoạn trên thuyền Gondola. Cái show diễn này sẽ diễn ra tại đây với cái chiều rộng của mặt sông ở đây là 36 m. Chúng ta nhìn đây, quảng trường này rộng 6.900 m. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái không gian đậm chất Hàn cho cả gia đình. Ở đây sẽ hướng tới cho nhiều thế hệ chứ không phải là một thế hệ trẻ. Và cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta mua nhầm một vị trí. Có những người nắm giữ một căn thì lại rất tự tin, nhưng có những người giữ 2-3 vị trí ở bên sở Ocean Park 2 ấy, thì đang có những người cần phải thanh khoản dòng tiền để gặp vấn đề. Nhưng nắm giữ những vị trí đắc địa luôn luôn là một câu chuyện mà đòi hỏi sự tư vấn chuyên sâu, nắm rõ những ngành hàng cụ thể. Ở đây chúng ta sẽ thấy là một cây cầu Đông Tây, một cái quảng trường này rộng 1,2 hecta. Trong này được sự quy hoạch, bên này sẽ là khu các cái thác nước này rộng cao 24 m, 25 m. Ở đây mình đánh giá cũng giống như các bạn ở Ocean Park 2 thì bạn có quảng trường kinh đô ánh sáng, thì ở đây cái quảng trường này đã và đang, mình kỳ vọng và mình nhìn những nét kiến trúc này nó sẽ là điểm phá, đột phá, và chúng ta nhanh chóng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nơi đây. Đặc biệt quy hoạch ở trong này sẽ hướng tới một cái bùi viện, một tạ hiện trong tương lai có cả quán karaoke, quán pub, quán rượu. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một sự bài bản của chủ đầu tư, một sự tâm huyết nghiên cứu chiều sâu bao nhiêu đến bây giờ để chia sẻ với quý vị các bạn. Ở đây sẽ có 42% diện tích này, 18,7 hecta thì sẽ quy hoạch là diện tích đâu đó là 42% là diện ẩm thực, dịch vụ 20% và mua sắm 38%. Đấy, hai phân khu Dơ Viên và Ca Thao với hai concept khác biệt được kết nối với nhau thuận tiện, mang đến trải nghiệm chưa từng có. Phân khu Dơ Viên được bố trí trên hành lang không một trục, tối ưu nhận diện thương mại bán lẻ, quy hoạch ngành hàng phân bổ khoa học bài bản, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng gia đình, giới trẻ, cặp đôi, người cao tuổi, khách du lịch. Ở đây chúng ta sẽ cái lịch của chúng ta nhìn thấy cái lịch bố trí những cái khung giờ để mà có những cái show diễn khách hàng đến đây. Ở đây nhìn về phía cạnh show diễn, nhưng nhìn về cái cạnh kinh tế, đó là doanh thu theo thời gian, theo dòng tiền ở mỗi một vị trí. Ví dụ bạn bán cà phê thì bạn sẽ thấy cái kỳ vọng doanh thu của bạn ở chỗ nào. Nhưng nếu ở các phố cổ đôi khi chúng ta chỉ buổi sáng và buổi tối, nhưng ở đây chắc chắn rằng doanh thu của bạn sẽ được trải đều. Nhưng đôi khi lại doanh thu theo vị trí, theo cái quy hoạch ngành hàng này, thì chúng ta phải tiên lượng trước và chúng ta lựa chọn cái vị trí đầu tư. Đó là vị trí quan trọng nhất. Nếu không chúng ta lựa chọn sai, ví dụ như một cái ngành hàng dịch vụ ở đây thì chỉ là home tây và các cái dịch vụ khác. Nhưng ví dụ mua sắm, các bạn baby chúng ta học một cái trường công nghệ thông tin, sau này chúng ta làm một cái shop house, những câu chuyện cụ thể về cái hàng công nghệ, ví dụ chúng ta mở một Apple Store hay Samsung hay những lĩnh vực khác, thì các bạn chú ý là lựa chọn như thế này. Trong thế hệ đầu tư, chúng ta phải xác định một cái câu chuyện, đó là đầu tư cho thế hệ tương lai. Ở đây nó có một cái quy hoạch ngành hàng về dịch vụ ăn uống. Đấy, thì chủ đầu tư đã chia sẻ là những cái này, các cái trò chơi này này sẽ được bố trí dọc hai bờ bên sông, không có một cái câu chuyện để làm sao tạo một cái traffic là luân chuyển đều. Đấy, và có những không gian về ban ngày và ban đêm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây ở để chúng ta để đến sự tâm huyết của chủ đầu tư. Chúng ta sẽ thấy một cái màu tím này này, màu tím là ngành dịch vụ này, màu xanh là ẩm thực này, và mua sắm màu vàng, đúng cái tỷ lệ là 42 38 và 420. Đấy, đủ 100% đây. Và trong các diện tích các căn thì 481 căn ở bên phân khu này, Dơ Viên này, và 343 căn ở bên này. Thì chúng ta làm sao, chúng ta ví dụ như mình nói nhá, thiên đường mua sắm Việt Nam, tức là tổ hợp khu làng nghề, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương, mua sắm sản phẩm tiêu dùng, tiện ích siêu thị mini, siêu thị nhập khẩu, thực phẩm nhập khẩu, hoa quả nhập khẩu, các bạn vào đây. Đấy, thế ví dụ như đây, ở cái này chúng ta sẽ thấy dịch vụ cho gia đình, spa, phòng khám cho thú cưng, nha khoa, thẩm mỹ viện, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, siêu thị nhập khẩu.
Thế giới cho trẻ em này, concept phố tại hiện, karaoke đây khu này, ba pub, workshop chụp ảnh, trò chơi kinh dị giật gân, mua sắm game hub. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn cái này. Ví dụ các bạn trẻ nhà các bạn có một phong cách kinh doanh, một cái style phong cách, bạn đã sống ở Hàn rồi, bạn ấy muốn mở một cái phong cách sống, một cái quán ở đây, một cái shop house ở đây, thì bạn lên lựa chọn như thế này. Thiên đường mua sắm ở chỗ đoạn này sẽ đổ đồ thể thao, đồ bơi, kính bơi, giày dép, phụ kiện thể thao, dã ngoại, phụ kiện, accessories, thì chúng ta sẽ lựa chọn vào đây. Đấy, đặc biệt vị trí này là thế giới ẩm thực đặc sắc, nhà hàng Âu, cà phê cao cấp. Đây, dọc dãy phố này. Các bạn ở Paris, các bạn ở Đức, các bạn ở Séc, các bạn cần những vị trí này thì lên đầu tư vào đây, đúng không? Ở đây đặc biệt thế giới ẩm thực đặc sắc này, ẩm thực đặc sản Việt Nam, bia hơi đậm chất Hà Nội, mời các bác vào đây, đúng không? Ẩm thực đặc sắc thế giới lẩu, chúng ta sẽ vào đây. Lẩu, hải sản đặc sản nhà hàng Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, bún chả, bún bò, bún ốc, bánh canh, chè ba miền. Do vậy, trước đây mình đã từng có một câu chuyện nói đùa thôi, đây có thành phố về biển nhưng mà chúng ta chưa được có hải sản. Bây giờ chắc chắn rồi, các bạn sẽ nhìn thấy hải sản đây rồi, đúng không? Hải sản theo đúng nghĩa đen nhá. Thiên đường mua sắm cho người lớn, thiên đường mua sắm cho trẻ em, đó, thế giới cho sắc đẹp, thời trang, mỹ phẩm, dịch vụ là đẹp. Bán lẻ theo phong cách Hàn Quốc, thế giới cho quý ông, gold 3D phong cách Hàn Quốc, ba thể thao. Câu chuyện này mình muốn nói rằng là khi chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ có rất nhiều cái sale, rất nhiều môi giới, nhưng làm sao chúng ta lựa chọn được một vị trí sinh tiền, lắm giữ. Mà đến trong thực tiễn mình đã gặp nhiều khách hàng rồi, đã ví dụ như bạn kinh doanh homestay, bạn sẽ lựa chọn cái gì? Bạn lựa chọn quán cà phê, bạn ở bên châu Âu bạn về, bạn muốn một cái tiện ích, một hàng cửa hàng bán nước hoa của nước Pháp, hay bạn từ Dubai về bạn bán những cái đặc sản vùng miền, thì bạn hãy lựa chọn. Mà chúng ta phải có những cái này thì cái sự chuyên sâu để làm sao bạn lựa chọn được cái phát huy tối đa. Không, chúng ta lại lựa chọn sai vị trí, và cái quy hoạch ngành hàng này chủ đầu tư sẽ làm chính bởi những cái khu phố và những cái bài học học hỏi từ các cái đại siêu thị, siêu đô thị ở bên nước ngoài mà họ đã thành công. Đấy, thế thì họ kết hợp với cái văn hóa Việt Nam, nên bởi vậy là qua video mình muốn chia sẻ với bạn, nhìn hình ảnh đẹp nhưng mà chúng ta chọn vị trí tài sản sinh tiền, đó là một câu chuyện. Và rất hy vọng rằng là khu đô thị cũng là cái Grand World cũng đã xây dựng tiến độ rất là thần tốc. Chúng ta xuống đây, chúng ta có trải nghiệm thực tiễn, mình phân tích vị trí từng căn, từng vị trí đấy, thì sẽ đem đến cho các bạn một cái cơ hội đầu tư thật sự là hiệu quả và cái sự nắm bắt dài lâu. Và mình cũng có một cái cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta nắm bắt, chúng ta biết là hàng xóm của chúng ta là ai. Những người đầu tư tài sản nó sẽ đem lại chúng ta niềm vui nhất định. Và chúng ta nếu đầu cơ tài sản, chúng ta cũng có một câu chuyện khác nhau. Qua video mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái vị trí, ngành hàng, sự tâm huyết của chủ đầu tư, để chúng ta có một cái câu chuyện đầu tư ở đây sao nó thật sự hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta hy vọng rằng là mình sẽ gặp gỡ nhiều cái nhà đầu tư, và chúng ta có sự chung về cái ngành hàng, để chúng ta tập hợp lại, chúng ta làm những điều khu phố của chúng ta thật sự là hữu ích. Ít nhiều mình mong muốn là đầu tư kết nối được những người tư vấn gặp gỡ và đã mua hàng, đã tìm đến một cơ hội qua những sự tư vấn của Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome, được một dãy phố, một tuyến phố, chúng ta cùng thành công. Đó là điều mong ước của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.